What's your name? My name is Nathan. Em tên là Nhiên. Daya. Really? We'll share a shelter. What did you want when you were training? Live like this. Có thể đi du lịch khắp thế giới. Every day like right now. How do you feel? Yeah, I feel amazing every day. Cũng thỏa mãn nhưng mà em muốn hơn thế nữa. Nếu bạn muốn video của mình trở nên viral, thu hút nhiều người xem hơn hoặc đem lại một giá trị nào đó, hoặc không bao giờ cạn ý tưởng làm video, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 điều bạn cần lưu ý trước khi làm bất kỳ video nào, đó là ai đó muốn cái gì và họ có đạt được điều đó hay không. Đây là cấu trúc cơ bản nhưng rất kinh điển, được áp dụng rất nhiều trong những cái phim điện ảnh dài 90 phút, những clip YouTube dài 30 phút hay những cái clip ngắn viral dài chỉ có mấy chục giây thôi. Video này mình sẽ làm rõ xem cái cấu trúc đó được áp dụng trong những cái phim điện ảnh thương mại như thế nào, những clip YouTube ra sao và những cái clip ngắn viral. Mình là Lân, chào mừng các bạn đến với kênh làm phim cùng Nam Trịnh. Video này không phải là thuốc đảm bảo viral cho video của bạn, nhưng chắc chắn YouTuber nào ở Việt Nam chia sẻ với bạn những điều này đâu. Mình sẽ lấy ví dụ từ một cái bộ phim rất yêu thích của mình, đó là John Wick phần 1. Nếu bạn nào chưa xem cái phim này thì cũng không sao, để dành xem sau cũng được. Nhưng mà nói qua về mặt thành công của nó thì nó có doanh thu gấp 4 lần chi phí này, tạo nên một cái series riêng về gã sát thủ John Wick này và đem lại ánh hào quang cho Keanu Reeves. Ai đó chính là nhân vật của câu chuyện. Phim hay video nói về ai, về cái gì, bạn phải trả lời được. Như trong phim này thì nhân vật chính là John Wick, một gã sát thủ giải nghệ. Để thu hút được người xem và giữ chân họ thì bạn cần giới thiệu được nhân vật của mình một cách ấn tượng. Ở đây, nhân vật của chúng ta xuất hiện bằng một cú đâm xe và một cái bụng tứa máu, vẻ mặt u buồn của anh ta khi xem lại video về người vợ quá cố của mình cùng những hồi ức về cô ấy, cho thấy nhân vật là một người đáng thương. Thêm vào đó, sự chung thủy và nặng lòng của anh còn được thể hiện qua việc yêu thương, nâng niu chú chó nhỏ mà người vợ đã để lại, ngay lập tức đã lấy được sự thông cảm của khán giả. Rồi việc xả stress qua việc lái chiếc ô tô yêu quý phần nào cho thấy được khả năng điều khiển xe thượng thừa của anh. Khi một ông trùm người Nga nói về John thì khiến bất cứ người xem nào cũng phải kinh ngạc, thích thú và tò mò bởi sự mâu thuẫn trong con người nhân vật này. I once saw him kill 3 men in a bar with a bouncer. Nhân vật của bạn phải muốn một cái gì đó và khao khát đạt được điều này. Và bạn càng làm rõ điều này sớm thì khán giả càng có lý do để theo dõi và đồng hành cùng với câu chuyện của bạn. Bởi vì thứ mà nhân vật muốn chính là thứ mà khán giả muốn. Trở lại với John Wick, anh bị một anh chàng ngang ngố đột nhập vào nhà, trộm mất chiếc xe yêu quý và giết mất chú chó nhỏ. Không cần nói toẹt ra, việc John đào lại đống đồ chơi đã chôn cứng dưới nền nhà kho lên cũng đủ cho người xem thấy anh ta muốn gì. Việc thể hiện điều nhân vật mong muốn và hành trình khám phá liệu anh ấy có đạt được điều anh ấy mong muốn hay không chiếm phần lớn thời gian của bất cứ bộ phim nào. Chính vì vậy, người ta liên tục ném vào trong cái câu chuyện những cái rào cản, những cái khó khăn để ngăn cản cái nhân vật của bạn đạt được điều anh ta muốn. Càng khó khăn thì chiến thắng càng oanh liệt, khán giả càng thỏa mãn. Anh ta có đạt được điều đó hay không? Đó chính là câu trả lời cuối cùng của bất cứ câu chuyện nào. Và với John Wick là có. Anh ta đạt được điều anh ta muốn, giết chết kẻ thù của mình. Một cái kết làm thỏa mãn đại đa số người xem khi sự công bằng phần nào đã được lấy lại. Nhưng có một chi tiết mà các bạn cần lưu ý là nhân vật của chúng ta sẽ thay đổi mãi mãi sau hành trình này. Đó cũng là thứ mà bạn cần đưa ra ở phần cuối cho bộ phim hay video của mình. Như vậy là bạn đã hiểu về cấu trúc ai đó muốn cái gì và đạt được hay không rồi đúng không? Tuy nhiên phần lớn chúng ta là đều không có khả năng làm phim điện ảnh. Thế nên là áp dụng nó vào những cái clip YouTube hay là Facebook thì sẽ thiết thực hơn. Chính vì thế mình sẽ lấy thêm một ví dụ về sự thành công của một cái video trên YouTube nhé. Một cô nàng với phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, góc nghiêng thần thánh, nhìn như thần tiên tỷ tỷ xuất hiện giữa khung cảnh thanh bình nhưng đẹp vô cùng của làng quê Trung Quốc. Cô có bộ kỹ năng đỉnh cao từ hái lượm tới trồng trọt tới cưa bổ đục đẽo, và lại là sự xuất hiện của những chú chó nhỏ dễ thương trong video khiến bất cứ ai cũng phải siêu lòng.
kể cả những người thích ăn thịt chó, và đặc biệt là sự hiếu thảo của cô dành cho người bà nữa. Với những fan trung thành thì biết rõ là Lý Tử Thất rồi, nhưng với một người xem lạ đi chăng nữa thì dù không cần xưng tên, những chi tiết trên cũng đủ cho họ thấy bị cuốn hút vào nhân vật trong video rồi đúng không? Bởi vì hầu như ai trong số chúng ta cũng đều mong ước một cuộc sống như vậy. Như bạn thấy, video YouTube hay Facebook không nhất thiết là phải giới thiệu nhân vật một cách ẩn dụ như là phim điện ảnh. Thay vào đó, các bạn có thể làm điều đó thông qua tiêu đề của video này, miêu tả của video này, thậm chí nói trắng phớ ra ngay từ đầu video để người xem dễ dàng theo dõi hơn. Hey, xin chào anh em, mình là Trương. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Xì Gà Nghiệp Dư. What's up everybody, Peter McKinnon here and welcome back. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ ở Dục và hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. I'm Ross Geller, Dr. Ross Geller. Dad, please. As I was saying, I'm Dr. Ross Geller. Ngay từ phần đầu title và phần mô tả của video này đã cho thấy điều mà nhân vật mong muốn, đó chính là miêu tả vòng đời của cây dưa chuột từ khi gieo mầm tới khi trở thành nguyên liệu cho rất nhiều món ăn hấp dẫn. Có thể bạn không quan tâm cách làm món ăn từ dưa chuột đâu và cũng chẳng có ý định thực hiện nó, nhưng vì bạn yêu quý nhân vật này, bạn sẽ quan tâm tới thứ mà nhân vật này muốn. Bởi vì cô ấy làm nó với cả một sự say mê lớn, dẫu khó khăn, vất vả. Tất cả những điều đó làm bạn muốn biết cô ấy sẽ thể hiện nó như thế nào, cô ấy có đạt được điều cô ấy muốn hay không. Với tất cả sự kỳ công và tâm huyết đặt vào, những món ăn ngon được bày ra, hai bà cháu cùng thưởng thức, không chỉ là phần quà cho nhân vật của chúng ta, mà còn là món quà cho chính người xem chúng ta nữa. Giờ mình lấy thêm một ví dụ cho video ngắn, ngẫu nhiên và viral nhé. Các bạn có thể thấy, ở đây yếu tố ai đó không được đi vào quá chi tiết. Đơn giản là tên của mỗi người xuất hiện trên màn hình. Cả hai đều muốn là đội đầu tiên cho trái bóng vào cốc để giành chiến thắng trong trò chơi. Họ có đạt được hay không? Tất cả họ đều có niềm vui sau trò chơi này. Còn khán giả chúng ta thì cũng có câu trả lời cho câu hỏi đội nào giành chiến thắng và cũng có niềm vui. Một clip rất đơn giản và chỉ dài 14 giây thôi cũng đủ cho ta thấy một câu chuyện rồi. Vậy nên để không bao giờ cạn ý tưởng làm video, hãy nghĩ về 3 thứ trước khi làm mỗi video, đó là ai đó muốn cái gì, đạt được hay không. Ai đó có thể là bản thân bạn, một người khác hoặc là một nhóm người. Khi mà bạn có một hình mẫu đại diện cho số đông ấy, thì khán giả sẽ tìm thấy họ trong cái nhân vật đó và càng có lý do để họ theo dõi câu chuyện của bạn hơn. Thực sự thì bạn cần nghĩ về điều khán giả muốn và làm nội dung phục vụ cho họ, thay vì chỉ nghĩ đến cái điều bản thân mình muốn. Họ muốn một người bình thường trở thành anh hùng giải cứu thế giới đúng không? Cho họ luôn. Họ muốn một anh hai lúa giả nghèo giả khổ làm điều mất dạy để chôn nhân viên đúng không? Hãy cho họ xem điều đó. Khi nhân vật đạt được điều họ muốn thì đó cũng chính là điều mà khán giả muốn. Khán giả khi đó sẽ like, share và comment. Còn khi mà nhân vật không đạt được điều họ muốn thì khán giả sẽ thông cảm, comment, động viên. Như bạn thấy, mọi cấu trúc của video đều giống nhau cả. Chỉ có cách kể chuyện là khác nhau. Bạn có thể nói ẩn dụ nhưng cũng có thể nói trắng phớ ra, tùy xem khán giả của bạn là ai. Và trước khi kết thúc, mình muốn hỏi các bạn một câu. Theo bạn, khi làm video này, đâu là điều mình mong muốn? Mơ ước của mình năm 20 tuổi, không nhớ hả chị? Không, chẳng nhớ luôn đó. Rồi, em chúc chị bán đắt hàng nhá. Dạ, chị cảm ơn. Rồi, em cảm ơn ạ.